Tập chạy nó bát bô đi ô tù tông rê thứ bát. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lành với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa tới đây, mây vẫn bay nhưng tình anh vẫn say. Dịch thù trong rừng sâu hay bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Bát ba hai một chắc úp lên đây pha chắc đồ mi rê về bổn buồn. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để có ba học âm rê thứ son thứ chặn ba dây ngang ba nè, ngón này vô ngón áp út này vô dây bốn ngang năm, bát dây bốn la bảy chặn hết bốn dây bát dây năm. Cơ bản mỗi bài hát sẽ có ít nhất là ba học âm để cấu thành nên gậu kiền ba chân cho bài hát đó. Ví dụ rê thứ là tông chính chủ tông, bậc một là chúng ta hát bằng, son thứ là hát thấp, bậc bốn của tông rê thứ là bậc năm la bảy hát cao. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thơm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Là dây acoustic gì kim loại. Là chính hãng thì nó sẽ có chút khắc gì Malik nè. Hai bộ này chỉ có 150.000 thôi và được tặng kèm giáo trình đi theo nè. Giáo trình mới nhất là tặng kèm cái tai quay để chúng ta có cái rảnh nè. Chúng ta tháo mấy cái chốt này ra dễ dàng. Tai quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè. Vô dây quấn nhiều vòng. Dây 1, 2 quấn nhiều vòng sẽ khó đứt và bền hơn. Sẽ tặng thêm một cái hộp bích để chúng ta dán vào đây luôn. 150.000 thôi. Hai bộ dây acoustic nè, giáo trình nè. Rồi hộp bích, hai cái bích khẩy nè, rồi tai quay nữa. Đặt sớm để nhận được ưu đãi và giao dây tận nơi ạ. Điều habanera là dây 6, bát phụ là dây 5. Rồi chúng ta nhịp chân theo thử nha. 3, 9, chân, 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 chân. Bây giờ thì Khánh sẽ trộn thêm vài cái kiểu đánh nữa cho mọi người xem thử. Luyến ái làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh nghi, chi nhiều đến trên chúng mình. Đêm nay ngoài xa mịt mờ, nằm đây ôm chiếc ba lô. Thầy bấm đăng ký theo dõi kênh xem thêm những bài guitar tiếp theo. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35. Đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán nè. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp. Có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bích cúp AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại đây. Là lần đầu tiên mà trên tay Khánh được cầm một cặp micro không dây, hát rất là nhẹ và rất là xịn sò như thế này. Pin sạc bên trong ở là smartphone micro không dây ha. Đây là cục pin sạc của nó nè. Rồi chúng ta cứ sạc như điện thoại rồi, xài được rất là lâu, 5-6 tiếng luôn, chơi thoải mái, thả có dễ lắp luôn. Đó, đèn thì chúng ta chỉ cần bật bấm một cái nhẹ thôi là nó lên đèn. Cục này cũng xài pin sạc luôn và chúng ta cắm vào bất kỳ cái loa kẹo kéo hay là âm ly nào cũng sử dụng được hết. Bây giờ chúng ta bật hai cái cùng một lúc lên nè.
và chúng ta đứng gần với nhau luôn, đứng gần âm ly mà vẫn không thú, bắt rất là nhẹ nè mọi người nha. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, bật luôn nè, khơi lòng bao nỗi nhớ. Đây là tần số cao nên hút rất là đã quá hai cả luôn. Trời nắng mưa rất là nhẹ cho ước áo em thơ, mưa rơi từ bao xưa. Micro không dây pin sạc như điện thoại sẽ được Khánh test rất là kỹ và rất là đẹp luôn. Sẽ giao tận nơi toàn quốc. Mình có thể đặt hàng qua số Zalo ạ. Xin cảm ơn.